Elite Grammar in You, presented by Khải, Nguyên and Ngọc Anh in 2024. Today we will learn about simple future, thì tương lai đơn. À, khi chúng ta nói về tương lai, chúng ta thường nói về việc mà người nào đó sắp xếp để thực hiện trong tình huống này không dùng will. Are you going to watch TV this evening? Bạn có định xem TV vào tối nay không? Nhưng thường khi chúng ta nói về tương lai, chúng ta không nói về sự sắp xếp hay ý định. And don't worry, Tom, you will pass. Câu này có nghĩa là đừng lo lắng Tom, bạn sẽ vượt qua. You pass không phải là một sắp xếp hay ý định. And chỉ nói điều gì sẽ xảy ra hay điều mà cô ta nghĩ sẽ xảy ra ở tương lai. Chúng ta dùng will, want. When you return home, you will notice a lot of changes. Có nghĩa là khi bạn về nhà, bạn sẽ thấy nhiều thứ thay đổi. B. Will và shall. Bạn có thể dùng shall hay will với I và we. We shall probably go to Scotland in June. Nhưng trong tiếng Anh, ta thường dùng dưới dạng rút gọn I will và we will. We will probably go to Scotland in June. Cố định của shall và shan't hay shall not. I shan't or I won't be here tomorrow. Công thức của thị tương lai đơn là câu khẳng định S cộng will cộng động từ nguyên mẫu, câu phủ định S cộng will cộng not cộng động từ, câu hỏi nghi vấn will cộng S cộng động từ nguyên mẫu, câu hỏi question cộng will cộng chủ ngữ cộng từ nguyên mẫu. Cách dùng: diễn tả một quyết định ngay thời điểm nói, sử dụng để đưa ra lời mời, yêu cầu, đề nghị giúp đỡ hoặc lời hứa hoặc lời cảnh báo. Dấu hiệu là next day, week, month, tomorrow, things both believe, wish, perhaps, hope, expect. Chú ý, will we not là want. Thì tương lai đơn thường sử dụng cho một việc nào đó diễn ra trong tương lai một cách bất ngờ. Example, I will be a doctor, có nghĩa là tôi sẽ là bác sĩ. We won't play basketball, anh ấy sẽ không chơi bóng rổ. 3. Will they play video games? Họ sẽ chơi trò chơi điện tử chứ. 4. What games will they play? Trò chơi gì họ sẽ chơi? Phần bài tập: decide which form of the verb is correct or more natural in this sentence. Cross out the one which is wrong. I'm sure Tom is getting the job. He has a lot of experience. I'm sure Tom is getting the job. He has a lot of experience. Answer the question using the word in brackets. Where do you think she will go? Expect London. Đáp án: I expect she will go to London. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc.